chi dưới nha. Ở đây là phần động mạch chi dưới. Phương tiện kỹ thuật thì cái đầu dò siêu mạch máu ha. Bệnh nhân nằm ngửa và khi đến phần siêu âm động mạch theo thì cho bệnh nhân gặp cái gối 30 độ để dễ để cái đầu dò ở phía dưới cái khoeo. Khi mà siêu âm động mạch cảnh cũng như là động mạch chi dưới vân vân phải chú ý, bệnh sử mình làm mình phải hỏi chứ không phải mình nhào vô rồi mình làm rồi mình không có định hướng được cái bệnh của mình để mình làm. Phải khai thác bệnh sử nè, hỏi cái triệu chứng đau cách hồi như thế nào, coi coi có bị loạn dưỡng gì ở chi không, những yếu tố nguy cơ của sơ vữa động mạch ha. Còn cái phần bắt mạch thì mình làm được, mình bắt mạch. Còn đối với gác chi dưới đo AVI thì nếu mà trong cái khảo sát mình thấy cần thiết thì mình làm. Siêu âm, bắt đầu mình mới siêu âm mình ghi nhận cái bất thường của nó. Đây là nó lại là cái giải phẫu học sơ đồ của động mạch chi dưới. Động mạch chủ bụng sẽ chia nhánh động mạch chậu chung hai bên phải trái là ở ngang cái rốn. Đó là những cái mốc mình phải nhớ, ở ngang rốn là sẽ thấy chi nhánh ra chậu chung. Rồi ở cái ngang cái mức gai chậu trước trên thì chậu chung chia ra thành là chậu trong và chậu ngoài. Chậu trong thì đi sâu vô trong, còn chậu ngoài bắt đầu đi tiếp tục xuống, chậu ngoài thì tiếp tục xuống. Đến ngang cái dây chằng bẹn á thì sẽ trở thành là động mạch đùi chung. Rồi ở dưới cái dây chằng bẹn đó cỡ chừng hai phát ngón tay thì nó sẽ chia thành đùi sâu và đùi nông. Đùi sâu đi đến khoảng 1/3 trên đùi thì không có còn thể nào mình siêu âm thấy được nữa. Rồi còn đùi sâu rồi đùi nông thì sẽ đi tiếp, đùi nông đi tiếp xuống dưới đến ngang cái khoeo thì nó thành là động mạch khoeo. Sau đó động mạch khoeo, rồi trong cái hố khoeo thì động mạch khoeo sẽ chia nhánh dưới gối thành chày trước với lại thân chày mát. Động mạch chày trước, chạy trước thì nó chạy ở đây, chạy trước đây sẽ chạy ở mặt trước ngoài cẳng chân đi xuống phía dưới thì nó thành là động mạch vu chân. Còn động mạch chạy sau ở đây nó chạy xuống dọc theo xương chạy, nó chạy xuống và đi ở phía sau mắt cá trong. Động mạch mát thì chạy dọc theo xương mát và đi ở phía nông ở phía trước của mắt cá ngoài. Đây là cái móc để mình nhớ ha. Chậu chung xuất phát ngang rốn, chậu ngoài đi mặt trước trong cơ thắt lưng chậu. Còn động mạch đùi thì chia nhánh ra ở dưới dây chằng bẹn 2 cm. Rồi chày sau thì ở sau cá trong, mà chày trước thì ở dọc theo xương chày mà ở mặt trước của bàn chân. Mà ở phía động mạch mát thì chạy ở phía trước mắt cá ngoài. Thì trong cái đường đi của nó hồi nãy nó có những cái nhánh, nó chia nhánh ví dụ động mạch chậu mũ sau, động mạch chậu thượng vị dưới, động mạch đùi, động mạch gối dưới vân vân. Thì những cái này nó sẽ làm cái tuần hoàn hoàn hệ trong trường hợp những cái động mạch này nó bị tắc. Đây là đường kính bình thường của các động mạch chi dưới, nó nhỏ dần từ trên xuống dưới. Khi được hành siêu âm đây, chỗ này ngang, đây là mặt chủ bụng ha, đến ngang rốn thì sẽ chia ra chậu, hai cái chậu chung bên phải bên trái, đến ngang cái gai chậu trước trên nè, thì nó sẽ chia ra chậu trong, chậu ngoài. Chậu chung, động mạch, tĩnh mạch. Rồi xong rồi đến ngang cái dây chằng bẹn thì nó là đùi chung. Đùi chung cắt tiếp xuống nữa thì đùi chung chia ra là đùi nông với đùi sâu. Ở cái đoạn này nó mình có còn thêm cái tĩnh mạch đùi nó đi kèm với lại cái động mạch đùi chung nữa, nó tạo thành hình ảnh là con chuột Mickey. Rồi đùi sâu thì đi đến khoảng 1/3 trên đùi là đi sâu trong mà không thấy được nữa, là đi tiếp tục đùi nông kéo xuống tới khoeo thì mình sẽ để ở dưới mặt khoeo cho bệnh nhân gấp cái khuỷu lên một xíu, cắt cái chân lên để cho khoảng góc 30 độ rồi mình coi cái khoeo, động mạch khoeo. Động mạch khoeo nó chia ra là thân chày mát với là động mạch chày trước. Đây ha, động mạch tĩnh mạch đùi chung. Rồi kéo xuống nó thành ra là tĩnh mạch, đây là tĩnh mạch đùi chung. Động mạch đùi nông và động mạch đùi sâu.
cái chỗ này là cái chỗ nối, tức là cái động mạch tĩnh mạch đùi chung, có cái tĩnh mạch hiển lớn nó đổ vô là chỗ nối hiển đùi. Rồi ở đây mình thấy là động mạch tĩnh mạch đùi nông kéo xuống dưới chút, kéo xuống tới ngang đây sẽ thấy động mạch tĩnh mạch đùi nông, động mạch tĩnh mạch đùi sau, sẽ thấy nó chia ra vậy. Còn nếu cắt dọc thì các anh chị sẽ thấy cái hình cái chĩa ba, cái chĩa ra nó chia đôi chỗ, cái chỗ chia đôi của động mạch đùi nông với lại đùi sau. Đây hình cắt dọc mình sẽ thấy nè, đây là động mạch đùi chung, động mạch đùi nông, động mạch đùi sau, cái tĩnh mạch đùi nông. Còn cái khoeo ở đây thì hoặc là cho bệnh nhân đặt cái gối lên, hoặc là bắt nằm sấp xuống cho mình, để bệnh nhân nằm sấp cho mình dễ làm, thì mình sẽ thấy được đó là cái thân chày mát chia ra là động mạch mát với là động mạch chày sau. Đó, còn đây là cái khoeo hoặc là cho bệnh nhân đặt gối để mình thấy được đó. Động mạch khoeo thì có dạng cổ ba pha của động mạch ngoại biên. Động mạch chạy trước nó sẽ đi nằm ở ngay cái màng gian cốt, động mạch chạy sau nó đi dọc theo xương chạy, động mạch mát nó dọc theo xương mát. Đây là cái động mạch chạy sau và động mạch mát nó đi kèm với hai tĩnh mạch. Đây là hình ảnh của động mạch chạy trước đi kèm với hai tĩnh mạch. Để không? Chạy sau. Rồi. Cái đường kính của động mạch chi dưới nó nhỏ dần từ trên xuống dưới, thì vận tốc cũng vậy, nó cũng giảm dần từ trên xuống dưới, từ chậu cho tới chày, cho tới chày rồi tới mát rồi tới mu chân vân vân. Cái phổ của nó là một cái phổ ba pha kháng lực cao, phổ của động mạch ngoại biên kháng lực cao với cái pha dương là nó tương ứng với kỳ tâm thu. Pha âm này là do cái kháng lực ngoại biên cao tạo ra, cái pha dương này, pha dương nhỏ này là tương ứng với kỳ tâm trương, và luôn nó cũng giống như động mạch cảnh. Đây là cái cửa sổ phổ, có một cái đường viền và cái cửa sổ phổ sạch ở bên dưới. Khi mà cái phần đen này nó tô trắng vậy có nghĩa là đã xuất hiện phổ rộng, có phổ rộng có nghĩa là có hẹp, bắt đầu có hẹp đây ha. Cái sự biến đổi phổ đất lơ trong hẹp động mạch chi dưới đây là bình thường, khi bắt đầu có một sự hẹp nhẹ, hẹp nhẹ nè, cái loại máu của mình hẹp nhẹ, vận tốc không có tăng, hẹp nhẹ không bao giờ có tăng vận tốc, nhưng mà phổ rộng có thể bắt đầu chút đỉnh. Rồi khi bắt đầu hẹp nặng hơn, mức độ trung bình nhiều hơn chút thì sẽ có tăng vận tốc nha. Tăng vận tốc và phổ rộng là đáng kể, nó tô đen hết. Hẹp nặng thì khỏi nói rồi, nó chỉ còn là phổ đơn pha. Chú ý khi bắt đầu mà hẹp ở mức độ trung bình trở lên á, thì nó có thể biến đổi thành dạng phổ hai pha, không có còn là phổ ba pha như bình thường nữa. Và khi hẹp nặng thì nó chỉ là phổ đơn pha thành monophasic, và phổ vận tốc tăng cao tối đa, và cái phổ rộng là đáng kể, rất là đáng kể. Và khi tắc nghẽn thì không có bắt được phổ gì hết, hoặc là không bao giờ, không có tín hiệu lớp lơ màu, không có lớp lơ sung, không có gì hết. Và ở phía xa, sau cái chỗ hẹp nặng, sau một cái chỗ hẹp nặng ở phía xa sau chỗ hẹp, thì nó sẽ có một cái dòng tái phân lớp. Tái phân lớp vận tốc thấp là cái thống tên gì? Tacus bacus đúng không? Đó. Cái này để đây. Đây là cái chỗ hẹp của mình. Phía trước của cái chỗ hẹp này á, thì cái sóng vẫn còn là ba pha bình thường. Tại chỗ hẹp thì sóng trở thành đơn pha, vận tốc tăng cao. Phía xa sau chỗ hẹp, đây là cái sóng vận tốc thấp, dòng tái phân lớp. Tacus. Rồi. Phân độ hẹp động mạch chi dưới thì người ta sẽ tính cái tỷ lệ VS như VP. VS là V tại chỗ hẹp, VP là V cách cái chỗ hẹp 2 cm trước cái chỗ hẹp, ha, proximal. À, thì dưới một cái độ hẹp là dưới 50% thì cái tỷ lệ này dưới 2, và phóng luôn sóng nó luôn luôn là triphasic là ba pha ha. Khi mà hẹp từ 50% trở lên thì cái tỷ lệ này sẽ lớn hơn bằng 2, dạng sóng trở thành hai pha hoặc đơn pha, và thấy cái phổ rộng là hiện diện rồi, là sẽ có phổ rộng xuất hiện hiện diện. Và khi hẹp nặng tỷ lệ này lớn hơn bằng
luôn là sóng monophasic đơn pha. Nhìn thấy dòng rối, dòng xoáy, rồi có khổ rộng thì rất là rõ ràng ha. Và phía xa xa sở hẹp, người ta tiếng Anh tới không chữ nữa là đam hoặc là đam pin, thì là cái sóng gọi là tắc bút bạch bút của mình. Còn tắc nghẽn thì không có gì, không có gì có hết. VSVB hay là đây nó gọi là VSVB, VSVA 2 cm trước chỗ hẹp, như như trường hợp này ha. AB chia cho A, vận tốc VSV của B chia A thì tỷ lệ của mình là bằng 5, tức là nó hẹp rất là nặng ha, và tương ứng với cái sóng mà mình nhìn thấy ở đây. Rồi đến đây là thông qua chưa? Các anh chị hiểu chưa? Rồi bây giờ nói về các bệnh lý động mạch chi dưới thường gặp trên siêu âm. Thì có bốn nhóm bệnh lý. Thứ nhất là sơ mũi động mạch gây hẹp hoặc là tắc mạch. Thứ hai là tắc động mạch do huyết khối, do mạch sùi. Thứ ba là phình hoặc là giả phình động mạch. Và thứ tư là dò động tĩnh mạch. Thứ nhất là hẹp tắc động mạch chi dưới do sơ mũi động mạch. Thì lâm sàng mình sẽ bị mất mạch luôn chân. Cái chỉ số ABI nó sẽ dưới 0.9. Hình 2D ở điển hình thì thấy gan chỗ hẹp có cái mảng eco rộng nhất cẳng âm trung bình xuất phát từ lớp nội mạc phát triển vào lòng mạch. Chúng ta có một cái mảng sơ vữa gây hẹp. Cái mảng sơ vữa này nó có thể là tăng cẳng âm không đồng nhất, vôi hóa bề mặt không đều. Rồi trong trường hợp nó gây tắc mạch thì lòng mạch sẽ lấp đầy, những lấp đầy huyết khối là cái khoảng eco rộng nhất, mặt không đồng nhất ha. Cẳng âm có khi tăng sáng và teo lòng mạch máu ở đoạn xa. Bắt cái động mạch đường nông thì nó có những cái này gọi là cái tuần hoàn bàn hệ ở phía sau cái chỗ tắc. Bắt động mạch đường nông tại gốc thì nó không có thấy cái hình tín hiệu Doppler gì ở cái chỗ tắc nữa hết. Đây là động mạch chỗ trung bị tắc thì nó sẽ có cái flow nó đảo ngược. Chân bị tắc thì sẽ phát lơ đảo ngược để cắt máu. Không, có hai loại ha. Của từ động mạch chậu ngoài cắt máu và chậu trong. Nhánh nào nhánh một đó. Đây là tắc động mạch chậu ngoài, chậu chung, chậu trong, chậu ngoài tắc. Hẹp, cái này là cái sơ vữa động mạch gây dày thành mạch ha, mà dẫn tới một cái dày đến mức độ này thì nó có gây hẹp, nhưng mà hẹp mức độ nào thì mình phải đo vận tốc rồi ra để mình biết. Cái này là động mạch khoeo do xương bị tắc, động mạch khoeo do xương vữa động mạch. Đây là động mạch khoeo bị tắc do xương vữa động mạch. Động mạch bị tắc đây, có cái huyết khối, có huyết khối trong lòng mạch. Nhìn nó như vậy nè, đen đen trong trong thì là huyết khối cấp. Phình động mạch thì lý thứ hai, nhóm thứ hai là phình động mạch gọi là phình khi có sự tăng kích thước tại chỗ trên 20% cái đường kính bình thường và xảy ra là do thành mạch máu bị yếu. Lớp trưởng các bạn không, mình có thể chứa đầy huyết khối, có thể không thấy trên cái hình chụp mạch máu. Siêu âm thì giúp chẩn đoán và theo dõi diễn tiến. Phẫu thuật có chỉ định khi mà tuyến phình lớn trên 2-3 cm hoặc là khi có biến chứng thuyên tắc gây nguy hiểm, thuyên tắc ở phần sau là gây hoại tử chi liên quan, đe dọa hoại tử chi liên quan, phải phẫu thuật. Đây động mạch khoeo ha, đang là đường kính rất là bình thường, đột ngột gia tăng cái đường kính lên trên 20%, gọi là đây là một cái sự phình, túi phình, một cái phình của động mạch khoeo. Thì trong lòng cái túi phình này nó có huyết khối và nó gây thuyên tắc ở phần xa. Giống bệnh lý thứ ba là giả phình. Phình rồi, phình đó là phình thật, đây là phình giả. Thì thường nguyên nhân là do hậu quả của một cái đặt cái tắc cateter động mạch đó, để đo huyết áp động mạch hoặc can thiệp động mạch vành, chích vô động mạch đùi, chích vô động mạch quay để can thiệp động mạch vành thì nó sẽ dẫn đến cái giả phình này.
Ngoài ra nó còn có thể do chứng thương nhiễm trùng. Em sao mà em còn... À, cái phình giả thường thấy dưới dạng một cái khối, mà cái vỏ ngoài thường là cái huyết khối bao bọc một cái lòng giả ở trong. Cái lòng giả thì có cái hiện tượng flow dịch chuyển bên trong và có thông nối với động mạch kế cận của nó, ví dụ như là chích vô động mạch đùi để làm thông tim. Thì sau đó ở cái vùng bẹn nó bầm ra, nó càng ngày càng bầm lan rộng ra và sưng to lên, là cái chân rất là đau đớn. Thì siêu âm sẽ thấy một cái khối nó rất là lớn ha, nó có huyết khối trong đó, huyết khối một phần thôi, rồi nó đang có flow chảy vòng vòng trong đó, nó chảy ra chảy vô ha, tạo ra một cái đó, nó chảy ra, nó flow trong này, nó chảy vô trong đây, nó chảy ra chảy vô, chảy ra chảy vô. Một cái cổ túi phình này thì mình đặt cái lớp lên trên cổ túi phình sẽ thấy cái dạng cổ hai chiều. Dạng cổ hai chiều nó ra một cái khối như vậy. Cho hình ảnh này ai mà ở cái cơ sở có làm thông tin can thiệp sẽ chích động mạch đùi thì cũng sẽ thường thấy lắm á. Thì lúc đó thái độ xử trí là phải báo liền để dưới siêu âm mình tìm cổ túi phình nó đau, đè ép cắt cái đường thông này, đè ép này để nó tạo huyết khối, cắt cái đường thông này dưới cái sự hướng dẫn, đè ép bằng đầu dò dưới siêu âm để cho nó tạo huyết khối, cắt cái đường thông này. Còn không để nữa bệnh nhân có thể cái này nó đang to rất là lớn, có thể dẫn đến là bệnh nhân thiếu máu luôn á, phải truyền máu rồi cái chân nó càng ngày càng đau đớn hơn. Lòng thật là nó bắt thuốc không ăn chứ, lòng giả đâu bắt thuốc không ăn. Cái nhóm thứ ba là dò động tĩnh mạch, nhóm cuối cùng, nhóm thứ tư, dò động tĩnh mạch chi dưới. Thì thông nối động tĩnh mạch là cái bệnh có thể bẩm sinh hoặc mắc phải do chấn thương nhiễm trùng hoặc là loét tứ phình. Cái vùng chân bị ảnh hưởng nó sẽ bị sưng tím dạng tĩnh mạch nông, có thể sờ thấy rung miêu. Và trên cái siêu âm màu thấy cái vùng mô có cái aliazin có màu xanh đỏ loang lổ. Tại đường dò thì ghi nhận có dòng chảy rối, vận tốc tăng, có khi là phổ liên tục. Đớp lơ ở phần tĩnh mạch thì thấy có vận tốc cao và dạng phổ động mạch, có dòng chảy ngược. Đây là cái phổ đớp lơ phần động mạch ngay cái chỗ dò. Sợ đã. Nó động mạch ngoại biên mà dạng phổ nó bị pha giữa tĩnh mạch với động mạch, cho nên nó không có còn dạng phổ ba pha. Đây là nói về cái đo ABI. Có thể dùng cái máy có cái đầu dò bút chì để mình nghe cái âm thanh khi mà cái có cái tín hiệu, giống như mình đo huyết áp vậy thôi. Đo ABI là đo huyết áp của cái chân của cái tay, chân của cái tay của bên đó. Thì mình cho bệnh nhân nằm nghỉ 5 phút trước khi đo. Rồi đo huyết áp tâm thu hai bên ở cánh tay và cẳng chân. Nếu không có tín hiệu từ hai động mạch chạy thì đo huyết áp tâm thu của mát. Chạy không có thì mình bắt không được chạy thì mình bắt mát. Và dùng huyết áp cao nhất của cánh tay và động mạch mình đo được á, động mạch chạy á, để tính chỉ số. Và cùng lúc đo huyết áp thì phải nghe cái tín hiệu Doppler để phát hiện bất thường. Cái tín hiệu Doppler này nó đập, có thể mình nghe cái tiếng nó rít, hoặc là mình nghe là để khi mà vừa có cái tín hiệu Doppler trở lại là mình lấy cái số huyết áp lúc đó. Thì lấy cái chỉ số cao nhất của mắt cá, của phần mắt cá chia cho phần cánh tay. Nếu mà nó lớn hơn bằng 1 là bình thường, từ 0.9 đến 1 thì là bị bệnh động mạch ngoại vi nhẹ. Mà từ 0.5 đến 0.9 thì là bệnh nhân sẽ có triệu chứng đau vách hồi. Từ 0.3 đến 0.5 là có tắc nghẽn nặng rồi. Và dưới 0.3 là sẽ có thiếu máu cục bộ. Xong cái phần động mạch chi dưới, bây giờ là đến phần tĩnh mạch chi dưới nha. Thì cũng dùng cái đầu dò như vậy ha. Lâm sàng thì bệnh nhân mình cũng tìm cái tổn thương của giãn tĩnh mạch ha. Những cái triệu chứng của bệnh tĩnh mạch như là sưng chân, nặng chân, loét ha. Cái da nó bị thay đổi sắc tố da. Rồi hệ tĩnh mạch nông của mình chỉ gồm có tĩnh mạch hiển lớn và tĩnh mạch hiển bé, còn lại là tĩnh mạch sâu hết. Dù cái tên nó là nông, nông chỉ có hiện lớn hiện bé thôi, còn lại là sâu hết, khỏi nhớ nhiều. Dù tên nó là nông đi nữa thì nó cũng sâu luôn. Rồi đây là đo tĩnh siêu âm tĩnh mạch. Thì mình cho bệnh nhân nằm, cái chân nó khuỳnh ra, một chân khuỳnh ra để mình dễ khảo sát các phần tĩnh mạch nông, tĩnh mạch hiển ở phía trong này, phía trong đùi này, những cái
đùi nông, đùi sâu, người vân vân, tĩnh mạch chạy, mát, rồi khoeo, vân vân ha. Khoeo thì có thể cho bệnh nhân ngồi về để làm cho dễ, hoặc là có tư thế khác đó là cho bệnh nhân đứng, đứng ha. Mà khi bệnh nhân đứng như vậy á, mình làm cái nghiệm pháp chèn ép để khảo sát cái sự suy van tĩnh mạch á, nó chính xác và nó bộc lộ rõ hơn là so với lúc bệnh nhân nằm. Hệ thống tĩnh mạch sâu thì nó sẽ được đi kèm với động mạch và nó to hơn là cái động mạch. Tĩnh mạch ở cái vùng bắp chân thì nó sẽ là, tức là một động mạch sẽ đi kèm hai tĩnh mạch, hoặc có khi là ba tĩnh mạch. Tĩnh mạch khoeo và đùi thì nó có thể, thường mình chỉ thấy một tĩnh mạch khoeo, một tĩnh mạch đùi đi kèm với một động mạch, nhưng mà có thể là nó có hai luôn. Van á, thì mỗi một inch tức là 2,54 cm có một cái van, khoảng 2 cm gì đó, 2.5 gì đó có một cái van, và tĩnh mạch chủ dưới là không có van. Hệ tĩnh mạch nông thì nó không có đi kèm với động mạch. Tĩnh mạch hiển lớn thì nó là cái tĩnh mạch dài nhất trong cơ thể, nó khoảng có từ 10-20 van. Và tĩnh mạch hiển bé thì nó thay đổi với giải phẫu học rất là nhiều. Ngoài ra mình còn có các tĩnh mạch xuyên, là cái hệ tĩnh mạch nối giữa cái hệ tĩnh mạch nông và sâu. Tĩnh mạch xuyên nó nối giữa tĩnh mạch nông và sâu. Thầy nói ra hay lắm hả? Hay lắm. Một trừ. Tĩnh mạch hiển lớn thì nó được nằm trong một cái khoang nông được bao bọc bởi cái mạc cơ và cái mạc hiển, cho nên tạo ra cái dấu hiệu là con mắt Ai Cập. Mickey Mouse ở cái chỗ nối hiển đùi ha, chỗ nối hiển đùi nãy nói ha, động mạch đùi, đùi chung, tĩnh mạch đùi chung và cái tĩnh mạch hiển lớn nó đổ vô. Tĩnh mạch hiển bé thì cũng vậy, bao bọc bởi mạc cơ với lại mạc hiển. Mặt cơ của cơ bụng chân giữa và bên. Đây là động mạch đùi nông với hai tĩnh mạch đi kèm. Hình ảnh siêu âm tĩnh mạch bình thường thì sẽ có một cái flow tự nhiên, nó có cái dòng chảy tự nhiên, hoặc là do mình đè ép cái bụng kia ở xa nó mới thấy dòng chảy. À, nó thay đổi theo hô hấp và chu chuyển tim đối với tĩnh mạch ở gần tim, và thành tĩnh mạch nó mềm mại, cho nên nó sẽ xẹp hoàn toàn dưới lực đè ép, chứ không có phải như là thành của động mạch là có cơ, cho nên nó cứng mà không có đè ép rất là mạnh thì mới xẹp được. Các van tĩnh mạch hoạt động tốt với cái thời gian trồng sinh lý bình thường không có quá 500 ms, và có và do cái vận tốc trong cái lòng tĩnh mạch là chậm hơn động mạch nên có thể có một ít cái cản âm tự phát. Đó là cái cơ thay đổi theo hô hấp, có thể thay đổi nhanh, có thể thay đổi chậm, có thể liên tục. Là khi hít vào thì sẽ có tạo ra một cái khoảng ngưng như vậy. Còn những cái này, những cái đầu cái tên nhỏ này là những cái thay đổi theo chu chuyển tim của cái tĩnh mạch thường chung. Nó ở gần tim hơn, nó ở tĩnh mạch thường chung, của tĩnh mạch còn có thể có khả năng mà thay đổi theo hô hấp và chu chuyển tim. Tĩnh mạch xa hơn, xuống càng phía dưới là càng không có cái chuyện này. Đây là cái thay đổi theo hô hấp bình thường ha. Hít vào, thở ra. Đây là cái cổ đất lơ của tĩnh mạch hiển lớn, khi hai cái tĩnh mạch sâu của nó, đùi nông và tĩnh mạch khoeo bị tắc thì nó sẽ tăng cái vận tốc lên hai volume spontaneous flow. Này tĩnh mạch chậu ngoài, này cái van của tĩnh mạch hiển lớn, cái tĩnh mạch đùi sau cái van. Thì cho thấy cái hình ảnh tĩnh mạch nó bị ấn xẹp hoàn toàn, trong khi động mạch kế bên thì cũng còn nguyên. Các bệnh lý tĩnh mạch thường gặp là có huyết khối tĩnh mạch sâu, suy tĩnh mạch mạn và giãn hình tĩnh mạch. Huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới là cái bệnh lý rất là thường gặp trên lâm sàng. 10% của huyết khối tĩnh mạch sâu là bệnh nhân sẽ có biến chứng thuyên tắc phổi. Thuyên tắc phổi là một cái bệnh lý gây tử vong cao, cứu không kịp, cho nên mà thấy có thuyên tắc phổi là phải đi tìm huyết khối tĩnh mạch sâu nha. Mà thấy có huyết khối tĩnh mạch sâu là phải đi tìm bệnh nhân có bị ung thư hay gì không, có đang bị ung thư hay không nha. Và các yếu tố độc lập dự báo tử vong sớm ở bệnh nhân bị huyết khối tĩnh mạch bao gồm là lớn tuổi nè,
Nam giới suy tim, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nằm viện lâu ngày, bệnh lý thần kinh nặng, nói chung nằm nằm lâu ngồi lâu, ung thư đang tiến triển, phản xạ thuyên tắc phổi tìm khối tĩnh mạch sâu, mà không phải thuyên tắc phổi vô bệnh nhân sưng một cái chân, nghi ngờ là cái khối tĩnh mạch sâu tự nhiên sưng đau một chân ngay cái khớp, ngay cái gương, cái phần gối sưng đau, là tìm siêu âm coi có huyết khối tĩnh mạch sâu hay không, nếu có thì phải đi tìm ung thư đang tiến triển. Bệnh rất là hay tái phát với tỷ lệ 30% trong thời gian theo dõi 10 năm. Ở các yếu tố nguy cơ huyết khối tĩnh mạch là lớn tuổi nè, trên 65, phẫu thuật chấn thương nằm điều trị vài ngày, bệnh ác tính tiến triển, đặt cái catheter trong tĩnh mạch, có cái pacemaker trong người, có huyết khối tĩnh mạch đông trước đó, bệnh thần kinh cứ liệt chi phải nằm không có bất động gì. Nguy cơ huyết khối sau phẫu thuật là phẫu thuật lớn như là thay khớp háng, những cái phẫu thuật mà người ta phải nằm lâu vài ngày, thời gian nằm ICU hơn 6 ngày, bất động chi nhiễm trùng, cái này nặng, cái này thì quá dễ, quá rõ ràng để nghĩ tới huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới nặng. Còn lâm sàng mình thường thấy chỉ là thường thấy nhất chỉ là hai cái chân mình, bệnh nhân kêu sao tôi đau một bên chân, sưng đau một bên chân, để hai cái chân kế bên mới thấy có một cái chân nó hơi đỏ hơn một chút, cái khối cấp nha, khối tĩnh mạch sau cấp á, ổ chân nó hơi sưng hơn chân bên đây, ngay cái phần gối nè, trở xuống nha nè, khoảng này nó hơi sưng hơn và hơi đỏ hơn chân bên kia, mình lại phải đi tìm cái khối rồi đó, tìm mà ra. Mặc dù độ nhạy đó là có 70% thôi, độ nhạy thì sẽ tăng lên tùy cái người làm siêu âm, cái máy siêu âm ha, mà đã thấy rồi thì là cái độ đặc hiệu chính xác của nó rất là cao, 95-100%. Trên các dấu hiệu mình thấy là trên VMOT thì thấy huyết khối nè, tĩnh mạch giãn, tĩnh mạch nó giãn lớn ra, ấn không có xẹt, đó là huyết khối nó lấp hết lòng mạch, ấn không có xẹt, đất lơ sung thì không có thấy flow không có tăng lên khi để vùng xa, mà không thay đổi với hô hấp. Đất lơ màu thì có vùng huyết trong lòng mạch, tăng flow ở vùng tĩnh mạch xung quanh, tuần hoàn quanh hệ. Đây là cái sự mình dùng cái đầu dò để đẻ, để xác định huyết khối trong lòng mạch. Đây là bình thường á, khi cái lực đè này vừa đủ, có nghĩa là tĩnh mạch sẽ xẹp hoàn toàn mà không có làm biến dạng lòng mạch kế cận. Còn cái đây là đè mà không xẹp luôn, mà có một cái huyết khối nó lấp đầy trong lòng mạch. Còn trường hợp mà huyết khối nó chỉ là bán phần thôi, tức là nó chỉ ở mình nhìn, mình cắt ngang, mình chỉ thấy là ở cái nó có một phần thôi, thì mình chỉ thấy mình tự nhiên mình thấy cái lòng mạch của mình á, tĩnh mạch của mình nó bị hẹp lại, giống như là bị hẹp lại vậy đó. Mình thấy cái phần viền của xung quanh cái thành tĩnh mạch nó đen mà cái giữa thì nó vẫn còn màu, thì mình nói chừng là có huyết khối, nhưng mà nó chỉ là bán phần thôi. Và khi mình đè thì theo cảm nhận của mình thôi, mình đè nó vẫn xẹp nha, nó vẫn xẹp nhưng mà có thể là nó hơi cứng hơn chút, tùy cảm nhận của mình. Rồi đây là cái động tác đè xẹp cái tĩnh mạch đùi nông, thì mình bắt cái tĩnh mạch đùi nông tay gối, hoặc là mình để cái đầu dò đè xuống, còn không thôi mình để cái đầu dò mình vậy, mình ở cái tay dưới mình hỗ trợ, mình ấn lên để cho nó dễ đè, nó dễ xẹp. Đây là cái động mạch chày sau với hai cái tĩnh mạch hai bên, động mạch hai tĩnh mạch hai bên đè một cái thì động mạch còn, hai tĩnh mạch thì đã xẹp. Đất lơ tĩnh mạch có huyết khối tắc nghẽn thì nếu mình để cái đầu dò mình ngay cái vùng huyết khối thì mình không thấy flow. Nếu mình để đây thì mình sẽ thấy cái flow nó liên tục, vận tốc thấp, những cái chỗ này nó sẽ đi theo cái đường mà tĩnh mạch thông nối của nó, thì nó sẽ có flow liên tục, vận tốc thấp. Khi mình đẻ chút quá thì nó cũng có tăng lên, tăng nhẹ thôi. Khi không có cái cục huyết khối ở giữa thì cái đẻ nó sẽ tăng cao hơn. Nhưng mà ta khuyên là trong những trường hợp mình nghi ngờ huyết khối á, thì nên hạn chế làm cái tĩnh mạch, làm cái nghiệm pháp và đẻ, tại vì có nguy cơ là mình đẩy cục huyết khối bay ra cái chỗ đó luôn, bay cái dèo lên phổi một cái, đang không thuyên tắc phổi thì thành là thuyên tắc phổi luôn. Bây giờ mình đoán nghe không? Đây là cái hình ảnh nếp lơ màu cua trong tĩnh mạch đùi nông. Thì cái đây là cái cục huyết khối, cục huyết khối trong cái tĩnh mạch đùi nông, đây là huyết khối cắt ngang cắt dọc, huyết khối cắt dưới 14 ngày thì thường nó sẽ gây tắc tĩnh mạch hoàn toàn,
nó tắc hoàn toàn, chân rất là đau, sưng đỏ đau, tĩnh mạch giãn lớn gấp 1, gấp 2 lần đường kính động mạch đi kèm, di động nhiều mềm, bề mặt trơn láng, cả âm ít một độ đồng nhất ha, không có hiện tượng tái lập dòng chảy và không có hoặc là rất là ít tuần hoàn hoàn hại. Cái khối mạng là trên 14 ngày ha, nó có hiện tượng tái lập dòng chảy rồi, bề mặt không đều, tăng sáng, không đồng nhất. Này là cái khối cặn đồng nhất.